cái gì mà để mẹ chồng dậy trước làm này bao giờ không? Thế chị định để tôi nấu cơm để tôi hầu bê lên tận mồm cho chị ăn à? Mà còn nói xấu nữa mà gì? Thời đại bây giờ không như ngày xưa đâu. Mẹ già thì có tuổi mới không ngủ được thì mẹ cứ để con tự nhiên đi. Con đang tuổi ăn tuổi ngủ mà. Chán người ơi. Vợ ơi. Em dậy nấu cơm ơi. Cơm nước cái gì? Mọi ngày nào nó dậy nấu, dậy nấu đi. Tôi có phải nấu cơm sáng đâu mà gọi. Đấy là không phải là việc của tôi. Ôi, sao lại đặt báo thức cái giờ này? Dậy đi. Sao lại báo thức cái giờ này? Không biết đang giờ ngủ mà. Ôi giời, làm đứng cái giấc. Cay mắt quá. Ngủ thêm tí nữa, vẫn còn sớm. Bảo dậy đi mà. Dậy không có vài chuông giờ đây. Dậy, dậy đi mà. Ôi, thế nào lại tao thức. Mày có im đi để tao ngủ không? Dậy đi không hết. Xin lắm. Bài xuống là bà làm lên đấy. Kệ thôi, lão để tôi ngủ tí nữa đi. Bà thì tí nữa bà gọi thì tôi dậy cũng được. Bà đã gọi đâu phải lo. Mày định để cho mẹ tao phải nấu cơm hồ mày à? Trời ơi, thời nào rồi giờ. Bánh sáng nào sẽ đi qua đây, tí mua bánh cho bà ăn cũng được. Vợ chồng nhà này 4:30 rồi mà chưa thấy đứa nào nó dậy nấu cơm. Vợ nó làm gì mà biết. Giờ còn chưa biết được mò mặt dậy. Anh ơi. Anh à. Ai gọi đây? Anh ơi. Ai đây? Dậy nấu cơm đi con ơi. Ôi mẹ cứ để con tự nhiên. Vẫn sớm mà. Sớm thì 4:30 rồi dậy đi. Ủa sao cứ kêu mãi này nhỉ? Khổ như hôm nay thế nào mà ngủ không được yên. Khua khoáng xuân này. Nào gọi 5 lần 7 lượt rồi chưa dậy. Nào giờ con dâu con thời đại giờ lười chảy thây ra. Giờ chưa biết đâu mà dậy. Dậy chưa? 4:30 rồi. Giờ 5 giờ đến nơi rồi này. Chưa biết đâu mở mắt mà dậy. Con dâu đang lên cái cảnh một chút. Mình cũng không để các quá bất quái con dâu chồng mà nó có biết đường nể nang gì đâu. Đường tránh chứ. Nào, tao xem mày có dậy không. Con dâu thời giờ không có ý tứ gì cả. Lười lười chảy thây chảy nước ra. 5 giờ đến nơi rồi mà không biết đâu mà dậy. Gọi gọi như chào đỏ. Nhiều. Nắng. Dậy. Gì nó sụt sạt khô khoáng ngoài ngủ mất được ngon. Ngon đã được chén ăn gì đâu mà ngon. Cái mồm. Mình đi làm dâu nó cũng làm dâu. Ngày xưa các cụ khẽ gọi khua nhẹ cái là mình đã dậy được. Giờ mà gọi sập giường cũng không phải dậy. Mà chẳng nhẽ dâu ngày xưa mềm dâu bây giờ cứng à. Giờ nó là bà dâu chứ không phải con dâu nữa. Định làm bá hoàng. Thế là con cũng chẳng dậy được. Con cũng chả cái bà hoang ấy mà. Nào, từ bà khô khoáng đi xem mày có dậy không? Không biết đường mà dậy à? Làm ăn. Sáng sớm thì không biết đường mà dọn dẹp. Nó có chồng dậy đâu. Ôi ấy. Ôi. Cái gì
loạng choạng ấy. Ôi chết rồi, bà tôi quên mất, khéo vỡ hết bát đũa. Bảo cung em à, bây giờ có phải là khổ cung rồi, tí nữa rồi bà lại cáu lên đồ ôm ấy. Mẹ à, mẹ dậy sớm đi cho mẹ ngủ đi. Sớm cái gì, mặt trời mọc lên đỉnh đầu chưa mà sớm. Trời ơi, mẹ cũng là già rồi mất kém à. Mẹ có mặt trời đâu mà lên đỉnh đầu. Già, bây giờ là đến lượt chị rửa chê cho già đấy ạ. Già rồi mà tôi giờ này tôi dạy được một chị con dâu con cái thì mà để mẹ chồng dậy trước làm này bao giờ. Thế chị định để tôi nấu cơm để tôi hầu bê lên tận mồm cho chị ăn à? Mà còn nói sớm với mọi người. Thời đại bây giờ không như ngày xưa đâu. Mẹ già thì có tuổi thì không ngủ được thì mẹ cứ để con tự nhiên đi. Con đang tuổi ăn tuổi ngủ mà. Ăn ngủ gì giờ này nữa? Tí nữa có hàng bánh qua đây mẹ không phải lo đấy. Bánh gì mẹ thích ăn cái gì cũng có hết. Sáng cho chị ăn cơm thôi. Cơm nắm, cơm kể là mẹ ruột. Mày cậy bây giờ làm thanh niên, làm được 3 đồng tiền bạc mà suốt ngày mua bánh trái gì. Mày hành thằng chồng mày cả đêm rồi mày không dậy mà chăm sóc nó đi à? Vâng, con biết rồi, giờ con đi nấu cơm. Nấu cơm cho chồng mày ăn. Lười, để thây, để nước này. Rồi, hồi đúng là già, cô hủ, mệt thật. Rồi nào giờ còn đi nấu cơm khá nữa không nhỉ? Rồi, ôi, thời đại nào giờ còn đi nấu cơm nữa. Mà chị Thanh này. Chị Thanh. Dạ. Nấu cơm, phải nấu cơm rồi xong gan cơm củi tôi ăn nhá. Chứ không nấu cơm điện à, vừa tốn điện cơm không ngon. Hôm qua là tôi ngửi mùi gan rồi đấy. Nấu cơm củi ngon đâu mẹ em. Thời đại bây giờ nấu cơm điện thì ngon không ai khói. Chị đừng có cãi nhiều. Nấu cơm nồi xong gan nhá. Vâng. Nấu còn không ngon. Ăn gì mặn thế mà giờ chồng con hết rồi thử hàng hớ anh. Mày thấy đâu? Ôi, bằng quá. Đứng nhận được xem nào. Xem cái gì?
gì mà xem? Làm cái gì nữa? Mẹ già thì già nhưng mẹ nói là đúng đấy. Nói đúng là tôi đã không đi nấu cơm điện, tôi phải nấu cơm gang như bà rồi kìa. Biết bà nói cái gì không? Bà bảo là ăn cơm gang là không phải chuyện đấy. Thì từ sáng bà mới bảo tôi như thế. Bà này vừa bảo với lại tôi là nên tránh chó. Giờ nó không có giò mõm, nó nhìn thấy cái chân giò chân trước thế là nó hay gặp lắm. Tôi đến nhà ai tôi phải tránh xa chó còn gì, tôi có dám đi gần trước mặt vờn vờn với nó đâu. Bà đưa cho cái nền này. Đấy này. Làm gì? Rồi ơi, sao nó ụp vào đầu tôi thế này? Mặc nó vào. Mặc vào để làm cái gì? Thế này để giấu bỏ cái chân giò đi. Ông chó hoang nó nhiều lắm đấy. Tôi mặc cái này á? Như công sẻ cánh thế này á? Dạ, chế còn gì nữa, thế thì đây là không phải đơn giản đâu, bà là cũng muốn tốt cho con dâu mang cái bộ đồ truyền thống xuống để cho con dâu cảm nhận được thế nào cho nó là cái lễ dâu, lễ phải ở đời chứ xong cho nó có trên có dưới. Được rồi, nhưng tôi chỉ mặc ở nhà thôi đấy, mà chỉ có lúc nào bà ở đây thôi, bà về tôi phải mặc cái kia. Không phải cãi nhé, không phải bây giờ thích cãi là cãi được đâu. Chả thế thì gì, tôi mặc như thế này đi thì bọn nó bảo tôi là thích nổ à? Thì xem mặc thế này có phải là có trên có dưới không? Thì đằng nào chả có trên có dưới đâu, có mất cái gì đâu. Như mặc thế này là chỉ có chân không có dưới. Sao lại có chân không có dưới, nó vẫn đầy đủ như thế này còn gì? Nhưng nó ở dưới thì gọi là không có dưới. Rồi tôi tưởng tôi thiếu bộ phận nào nữa. Đấy nhớ đấy. Giữ lên mình mình là vị trí nào, mình là dâu là con thì phải đợi cho nó đồng hoàng. Công nhận ông cậy mẹ ông xuống đây nghe ông hống hách lắm rồi đấy. Đấy mẹ ơi. Gì con? Ê, mẹ cứ ở nhà đi thì vợ con đấy thì cũng chuyển hóa dần dần rồi đấy, thì có cái gì thiếu sót thì mẹ cứ bổ sung thêm cho vợ con cho nó hoàn thiện. Chả thế nào, anh không dạy được vợ anh để tôi dạy. Rồi đấy thì con đấy. Chuẩn bị con đi làm. Đấy đàn ông là phải thế. Con bảo được vợ con mà, giờ không phải như trước đâu. Đấy mày bớt ngố hơn rồi đấy. Thì cứ như con ngố. Mày đấy ơi. Mà cái con này. Đấy ơi. Chồng đi làm không ra mà tiễn chồng xem chồng như thế nào. Rú ở phòng bếp. Mang cái quần lên đây. Ở đây để chuẩn bị để tao còn đi làm. Đấy lo làm ăn con này. Mang cả cái dây cả quần nữa, nhớ lên. Mình là đàn ông, mình phải làm để cho nó không khinh được mình. Chả thế có thế nào nữa. Con là cứ như trước thì không lãnh đạo được gia đình đâu. Nó đè đầu cái cổ thế đấy. Dày mới quần mới, một năm chỉ mặc được mấy hôm Tết thôi, sao hôm nay tự nhiên là muốn mặc. Mà hôm nay nó đâu có oai thế. Chị này hay nhỉ. Chồng chị đi làm ăn thì chị bảo đi đâu mà oai. Làm cán bộ nó phải thế. Cán bộ cơ? Thế mẹ mà xin cho anh là cái chức gì à? Đấy, mẹ thấy thế nào? Con trai của mẹ từ giờ nó không phải là cái thằng cu lần cảng ngỗ như trước đâu, cất đi. Chả thế thế nào? Đấy. Đàn ông nó phải thế con ạ. Thôi mẹ ở nhà nhá. Ừ, đấy đi làm nhá. Mẹ ơi. Gì đấy? Mẹ cho con hỏi chị ăn làm kiểu gì đấy? Thế con vẫn mặc cái váy mẹ nghe hi luôn mà. Váy, tôi nhớ là cái váy này nó có phải như thế này đâu. Khổ quá, con nấu cơm ở dưới con thả nó ra, con rộng nó cứ bị ướt, dính ướt mà đi nó vướng lắm. Con buộc nó lại cho gọn. Phải để cho nó rộng rãi ra thì nó mới thoáng mát, chị buộc thế này mà chị đi thì được à? Thì con cứ thấy là nó tiện thì con làm. Thế nào, hỏi gì? Mà mẹ cho con hỏi ấy. Anh Nhi chẳng mẹ đi làm gì ấy? Chị buồn cười nhỉ, đàn bà lo việc bếp núc đi, việc đàn ông ra ngoài làm ăn thì kệ đó. Thì còn thấy lạ hôm nay ăn mặc đẹp lại còn cứ làm cán bộ. Thì nó làm cán bộ thì chị tự hào với nó chứ, con trai tôi làm cán bộ chị không hãnh diện mà còn phải cằn nhằn thắc mắc cái gì. Thì con cũng thích nhưng mà chưa biết làm cán bộ gì thì biết thế nào mà hãnh diện. Mẹ mà nói cho con biết đi. Mà thôi tóm lại là chị không phải hỏi nhiều, chị xuống bếp lo việc làm ăn bếp núc của chị đi. Việc của chị chưa làm xong, chị thắc mắc cái gì? Mẹ cũng kín thế nhỉ.
xe nào mà đẹp thế. Để đây. Giá như cái xe này là xe của mình thì có phải là oai không? Ở đời nào ai biết biết mai sau, có ai mà giàu ba họ, còn ai khó ba đời. Nên vợ tôi bây giờ mới biết người ơi. Để rồi mình oai ra phết chứ không đâu. Hôm nay đi đâu hoành tráng đấy? Mày không thấy tao làm cán bộ à? Cán bộ à? Ơ, mày coi thường tao hơi quá đáng đấy. Làm cái gì mà hoành tráng đấy? Tao đi làm cán bộ chứ đi làm gì nữa. Cán bộ rồi vác cuốc cái này. Đúng là mày không nghe nào. Tao vác cuốc, tao đi bộ thì gọi tắt là cán bộ đấy. Ôi giời ơi, tưởng làm cán bộ gì? Hoặc là cán cuốc à? Ôi, vợ tao nó không coi thường được nữa đâu. Nhưng mà cũng hoành tráng đấy. Thế không, thôi tao đi làm đấy, không có nhớ cái này. Ờ, thì đi làm nhá. Hết buổi. Lạ nhỉ, không biết cái lo ai hiện đi làm ở đâu không biết. Lại còn kêu đi làm cán bộ nữa cơ. Ăn mặc hôm nay nghe hoành tráng nhá. Không hiểu là làm cán bộ gì, mặt thì đần thối lắm. Cháu lại lù lì xì ra khói lên đi. Được hay mình nghĩ sai về lão nhỉ? Mình đi làm về mình có tiền, nhiều lúc mình hống hách mà lão vẫn nhẫn nhịn được. Nhưng mà chết đấy, còn để lão đi ra ngoài mà kiếm ra tiền mà cán bộ lằng nhằng để gái nó bám đầy cho mình ra gì rồi thì chết. Đang ngóng lão về chưa rồi đã. Làm mà mãi không thấy về nhỉ. Chưa bao giờ mình phải ngóng chồng kiểu ngóng mẹ như chậu về thế này. Ở đấy, lão về rồi. Vâng. Ai đi đâu về cả ngày hôm nay ấy? Đi làm ở cơ quan về chứ đi đâu? Cơ quan gì? Ơ, cán bộ thì chả đi làm ở cơ quan à? Nhưng mà cơ quan gì? Thì chả nhẽ mày thấy này nghĩ tao không thể đi làm ở cơ quan được à? Cứ lòng vòng mãi tóm lại là cơ quan gì? Chỉ bây giờ ở cơ quan nó bị ùn tắc, công tranh. Thì tao đến đây thì khơi mương công rãnh để cho nó thoát nước ấy. Thế mà công nó cũng trả tao 200.000 một ngày để chữ ít ạ. Trời ơi, tưởng chức vụ gì oai lắm. Mà ra đi làm thuê hay gì? Làm thuê không phải làm tiền à? Thế làm thuê mà lại ăn mặc như thế này à? Chứ mình đi ra ngoài xã hội thì mình phải ăn mặc cho nó đoảng hoảng, nó con người cho nó lịch sự chứ. Bây giờ cứ nhom nhom đi xấu mặt vợ à? Thế 200.000 của lão có đủ công tôi giặt quần áo không? Vì ta đi làm cơ quan nó phải oai thế chứ. Trời ơi, ai hi cán bộ ơi là cán bộ. Cán bộ đừng có bắt cán đi bộ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã cùng theo dõi và đăng ký chương trình của Ai Hi TV và luôn luôn ủng hộ. Xin chúc các bạn xem kênh Ai Hi TV luôn luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống. Cười mãi thoải đi. Đấy, nhân cái ngày Ai Hi được vác cán đi bộ thì xin quý vị hãy ủng hộ cho kênh nhiệt thành và like đăng ký cho giúp cái lâu quá rồi, nhớ nhiều lắm. Đấy, con đi. Ồ, chị này công nhận chị bây giờ ghê thật đấy. Mới về làm dâu 2 năm mà đã quên hết cả phong tục tập quán ở trên bản tôi rồi ạ. Dạ không, con không quên đâu. Ở đây thì chị định ngang hàng với tôi à? Không, con quên, công nhận con quên thôi. Con ngồi đây rồi. Đấy, ăn thôi. Có được mà, cứ để cho vợ con ngồi chứ. Bây giờ ai thì phong tục tập quán cổ hủ như ngày trên gì đâu. Người ta bảo là lấy chồng là phải theo phong tục của nhà chồng, chứ không thể vớ vẩn được. Ăn đi, tôi thấy mày càng ngày càng gầy rồi đấy. Ăn đi xanh xao này, ăn vợ thì béo mầm rồi. Ăn đi không? Vợ đấy. Ăn đi. Nó không có tay à? Không, anh cứ để đấy em tự ăn được mà. Đây không ngồi mẹ ăn thử đâu. Mẹ ăn đi. Đậu ngon. Con thì chỉ có thích ăn rau thôi, ăn rau sạch mà bây ăn rau ăn mát ruột. Bây giờ là người ta hiện đại cả rồi đấy, mẹ nói mà nghe. Ngày xưa là
tuần trước con dâu ở bên bếp mà ăn. Nhưng bây giờ là mẹ là hiện đại rồi, mẹ cho ngồi đấy ăn cùng đấy. Dạ vâng. Ăn đi, gắp mà ăn đi. Sao đây mẹ ơi? Ngon quá à? Sao ngon quá mẹ? Ý, cái vợ còn là kéo tay lắm đấy. Wow,